Dạ vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Thì ngày hôm nay em Trung lên sóng một con Innova 7 chỗ, phải nói là siêu rẻ, giá chỉ có hơn trăm đó. Anh chị chút xíu đi theo chân em và tất cả mọi cái trên xe có những gì mà tại sao đời bao nhiêu mà nó rẻ như vậy. Em nó sinh năm đời 2007 nha anh chị. Innova không? 2007 giá chỉ có hơn trăm triệu, thì anh chị thử nghĩ coi. Rẻ, mà gọi là rẻ thối luôn đúng không? Rất là rẻ. Đó, thì anh chị quan tâm với mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Trung nhá, theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, liên nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng. Thì số điện thoại của em Trung thì có để dưới phần mô tả nha anh chị. Rồi em sẽ đi một vòng cho anh chị xem thì tại sao mà hôm nay nó có con Innova này 2007 mà giá sao rẻ như vậy, anh đúng không anh chị? Em nó thì được mang màu bạc, xe này thì anh chị mua thì em Trung sẽ giảm tút lại mấy cái chỗ lăn quăn cho anh chị nhá. Nói chung là cũng có chỗ chảy và tất cả một cái. Thì em này là em bản ri nha anh chị. Bản ri có nghĩa là bản thiếu. Xe này thì đã được chạy dịch vụ nhưng mà cũng rất là đẹp nha anh chị. Thì em Trung, em nó đã được lên cái bộ mâm đúc này anh chị. Xe này em Trung chưa dọn, chưa rửa nha anh chị, đã được lên một bộ mâm đúc đó, rất là đều đó. Đằng sau em nó thì cặp vỏ có nghĩa là vỏ lốp thì còn 70-80%, rất là đẹp nha anh chị. Xe này rửa ra thì cũng rất là đều, là ok. Em nó được trang bị thêm một cái ốp mạ chrome rất là đẹp, và trang bị thêm này thì cái những cái này thì tháo bỏ luôn, em Trung tặng cho anh chị luôn cái này luôn đó. Anh chị nhìn thấy không, nội thất của em nó này rất là đẹp, rất là mới. Em nó được bọc cái bộ ghế và trần đã được bọc 5D. Vô lăng đã được lên một cái vô lăng và lên hai dàn lạnh nha anh chị, lên hai dàn lạnh rồi. Rất là đẹp. Anh chị mua về chỉ việc xài thôi, không cần phải làm bất cứ một thứ gì trên xe này nữa. Em Trung làm lại hết toàn bộ cho anh chị, đúng không? Rất là đều, rất là đẹp. Ok, mọi vấn đề. Đây anh chị. Anh chị mua, em Trung tặng cho anh chị một cái màn hình to. Rất đẹp, đúng không? 175 triệu tặng nhiều đồ chơi full màn hình, đúng không? Rất là sướng đúng không anh chị? Chỉ với 175 triệu thì anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một chiếc Innova 7 chỗ ngồi chỉ với 175 triệu tặng màn hình cho anh chị luôn, đúng không? Tặng màn hình cho anh chị luôn. Anh chị thấy không? Nhìn nội thất của em nó, hàng ghế thì tất cả mọi cái tapi, anh chị thấy không? Keo chỉ. Thì nói chung là xe dịch vụ thì không thể nào nó đẹp được bằng như cái xe gia đình nha anh chị. Nên là anh chị hiểu là tại sao nó rẻ. Nhưng bữa sau em Trung sẽ có một cái video chia sẻ cho anh chị kiểm tra cái xe tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Anh chị quan tâm cứ comment bên phía dưới, em Trung sẽ chia sẻ hết tất cả một cái cho anh chị. Nên mình làm bất cứ một cái thứ gì mình làm thì nó cũng phải có cái tâm, chứ không phải là mình làm để mà suy nghĩ kiếm cái đồng tiền và cái lợi nhuận trước mắt. Đối với em Trung thì không làm cái đó nha anh chị. Đối với em Trung thì không làm cái đó. Đây, tiếp theo em nữa thì đây, cái đằng này nó đã bị hở này thì em Trung sẽ xử lý lại cho anh chị. Đó. Xe này về em Trung chưa dọn nha anh chị. Xe này về em Trung chưa dọn một cái gì hết. Đó, nội thất tất cả cái, chị thấy không? Rất là đẹp và sang trọng. Đó. Cột kèo này anh chị thấy không? Cũng rất là đều, là ok. Nên là được cái bạn này thì nó là xe rin mà, bản ri bản thiếu thôi, nhưng rất là đẹp. Chữ G này là người ta dán vô. Biển số 77, camera re mà không thấy đường. Đấy, em nói là camera re mà không thấy đường. Lên thêm nữa và ráp thêm cái cảng đằng sau này thì cũng phải bỏ đi anh chị. Nhìn nó chướng cái xe quá. Cũng rất là có mấy cái chỗ chảy anh chị này. Cảng này nó chảy thì em Trung sẽ xử lý lại tất cả cái. Và thêm bằng bên hông này chảy thì đánh bát lại thôi. Tất cả mọi cái thì đều rất đẹp nha anh chị. Em nó được mang màu áo màu bạc,
Nhìn anh chị thấy không? Xe này em Trung chưa rửa. Rửa ra một phát là coi như đẹp như cậu với mợ. Nhìn không biết xe dịch vụ đâu nha anh chị. Bao phê cho anh chị luôn à. Cái xe mà bản thiếu như vậy thì cỡ như thế này là gọi là xuất sắc. Em nói là đẹp xuất sắc. Đây anh chị đó. Nội thất rất đẹp và sạch sẽ gọn gàng. Xe này về anh chị chỉ rửa nước lặn và em Trung dặm tút lại tất cả mấy chỗ cho anh chị xem, là coi như là bát chép đổ lại là cái xe nó đẹp. Đó anh chị thấy không? Nhìn nội thất của em nó phê không? Quá đẹp đúng không? Giá thật sự là quá yêu thương cho anh chị. 175 triệu tặng màn hình này Android cho anh chị luôn. Full màn hình to luôn, camera re tất cả cái tặng cho anh chị luôn. Này trần 5D thấy không? Sướng không? Mát không anh chị? Phê không? Quá phê đúng không? Kính bấm tất cả cái đều ok hết. Cột kèo thì không có cái chuyện mà đâm va nha anh chị. Xe không có chuyện mà đâm va hay ngập nước nhá. Nên là có những xe sao thì em Trung cũng chia sẻ hết và tất cả một cái cho anh chị. Này, vỏ lốp, bốn cái vỏ còn đều y chang nhau. Đây nữa anh chị, chỗ này thì nó chảy chỗ, cái chỗ này thì nó không thể nào đẹp được. Thì coi là mấy cái đó nó không có quan trọng. Không có quan trọng. Và đêm thay đêm đây nữa anh chị này. Này, không có quan trọng mấy cái đó. Em Trung xử lý một nốt nhạc là xong tất cả một cái. Đẹp như cậu với mợ về anh chị. Về chỉ việc đi. Đối với em Trung thì tất cả những xe giá trị tiền trăm là bắt buộc phải có hồ sơ bao cho anh chị. Và những xe tiền chục thì mấy anh chị đừng hỏi em là giấy tờ hồ sơ này kia. Làm thì ok, nhưng anh chị tốn thêm cái tiền dịch vụ và tất cả cái. Tại vì sao nó cái giá trị nó không bao nhiêu tiền. Nên ngày hôm nay em Trung chia sẻ. Rồi tiếp theo em Trung quay tiếp cái phần máy cho anh chị. Tôi nhiều khi nói dài dòng và nói không hết cái câu chuyện thì anh chị lại kêu tại sao mà nói ít, tại sao mà nói nhiều. Cũng giống như tại sao mà em Trung bán xe mà nhiều người nói là anh chị thấy không, máy nổ rất là ok. Đèn báo lỗi nè anh chị. Báo lỗi cái gì anh chị biết không? Hết xăng. Tài xế đi về hết xăng, báo hết xăng. Máy nổ thì thầm đúng không anh chị? Nhất cái là nổ không có chuyện mà rung lắc, êm rung. Đó. Đây là nhiều anh nhiều chị hỏi tại sao mà nói nhiều dài dòng quá, vô thẳng vấn đề. Nhưng không nói thì không được. Cái xe sao em Trung nói chia sẻ hết tất cả cái cho anh chị. Có rin, có lỗi và tất cả một cái. Đó. Vừa mới về, vừa mới xịt nước thôi nha anh chị. Nhìn này, đang trong học chứ vẫn còn đang còn chơi kìa. Tất cả cái, này, nước này. Máy móc thì anh chị thấy không? Êm rô, phăng phắc. Này, tất cả cái. Máy này thì chưa ra nha anh chị. Máy thì chưa có ra đâu. Nhưng cái đất đằng đòn. Rồi tiếp theo em Trung sẽ chỉ tiếp. Quay tiếp cái phần rồi nói tiếp thôi. Chứ bây giờ phải nói tới đâu thì em Trung lại nói tiếp. Riêng cái dòng Innova, thời gian và lâu ngày, cái ron này nó sẽ bị xì nha anh chị. Cái ron đây nó sẽ bị xì. Thì người ta phải tháo cái này lên, thay một cái ron mới hoặc vô keo. Đó. Còn anh chị thấy không, máy nổ em ru không có chuyện mà rung giật. Tay lái rất nhẹ nhàng. Đó. Tất cả cái từ học. Xe này về em Trung chưa dọn, chưa rửa. Nên có sao thì em Trung cũng chia sẻ hết tất cả mọi cái cho anh chị. Em Trung muốn mang cái giá trị thực tế, cái xe giá trị đồng tiền tới cho anh chị. Lên, anh chị quan tâm, cần tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng, mua bán. Không cần phải sửa chữa, mua bán, bảo dưỡng ở cửa hàng em Trung. Lên em Trung chia sẻ hết tất cả mọi cái cho anh chị. Gara Quang Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Số hotline của em Trung nhé. Đây anh chị, có trên bảng và dưới phần mô tả. Nên anh chị quan tâm cứ alo trực tiếp cho em Trung. Cho số hotline có dưới phần mô tả nha anh chị. Thì tới đây thì em Trung cũng kết thúc cái video. Hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo. Cuối video thì em Trung chúc anh chị có một ngày thật là vui và hạnh phúc bên gia đình.